Đấu thầu được trên mạng này thì các anh chị phải có cái tài khoản ở trên cái trang đấu thầu này. Cách thức như thế nào thì các anh chị từ search ở trên Google và tìm hiểu. Thì như em nói lúc này á, thì các anh chị phải có một cái tài khoản. Tài khoản này các anh chị phải đăng ký cái tài khoản ở trên cái trang mua sắm công.mpi.gov.vn. Các anh chị đăng ký vào đây và sau khi đăng ký thành công thì xác nhận tài khoản và các anh chị gửi cái đơn đăng ký đó về Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin mở cái tài khoản đấu thầu điện tử. Các anh chị công ty các anh chị phải có tên ở trên này thì mới tham dự được đấu thầu. Và cái môi trường này thì các anh chị lưu ý rằng là cái nền tảng của trang web đấu thầu trên mạng á, nó chạy ở trên IE các bạn, các anh chị nhé, trên IE chứ nó không chạy được ở trên Chrome hoặc là cốc cốc. Tất nhiên nó chạy được nhưng mà cái lỗi hệ thống đó là cả cái định dạng, cả cái cấu hình cũng như là cả cái tệp mà các anh chị tải lên thì nó chỉ hỗ trợ IE là tốt nhất để cho hạn chế cái nặng máy. Thì đầu tiên các anh chị vào trang chủ và chọn xây lắp thì nó sẽ hiện lên cái bảng như thế này. Đấy, và xây lắp thì các anh chị ví dụ như tìm cả cái gói thầu hoặc tìm cả cái cơ quan, ví dụ như em đang tìm ở khu vực Đồng Hới, Quảng Bình nhé, em sẽ gõ vào cái mục là tên cơ quan là Đồng Hới này. Và trên cái ô loại thông báo này là chọn tất cả này. Hình thức dự thầu em sẽ chọn tất cả. Em ở dưới này là tìm kiếm theo là ngày đăng tải hoặc là từ ngày, ví dụ như ngày mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 9 tháng 9, tức là cái mặc định của cái ô này nó là trong vòng một tuần nhé. Ví dụ các anh chị muốn tìm thời gian trước đó thì nhập vào đây và có thể mình chọn ngay hoặc là nhập vào đây để sửa ngay. Đấy. Thế này thì có loại thông báo và thông báo thực, thông báo thử nghiệm thì chúng ta chọn tất cả. Rồi hình thức đấu thầu thì có những hình thức là đấu thầu qua mạng và không qua mạng thì chúng ta chọn tất cả để xem cả cái thông tin. Đấy. Sau đó chúng ta nhập vào cái ô tìm kiếm này. Thế các anh chị thấy sau khi mà bấm chữ Đồng Hới thì nó sẽ hiện thì lên đây là có một cái gói thầu, cái số thông báo mời thầu đó là 2019-077-535501, và bên mời thầu đó là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất thành phố Đồng Hới. Thuộc cái gói thầu xây lắp. Và thời điểm đăng tải đó là vào lúc 15:47 ngày 6/9/2019. Và thời điểm đóng thầu vào lúc 16:00 ngày 13/9/2019. Và hình thức đấu thầu là qua mạng. Chúng ta nhấp vào cái nút tham dự này thì chúng ta sẽ dự thầu. Đấy, và chúng ta bấm vào cái mã thông báo mời thầu này thì để xem thông tin. Thì đấy là cái video em đã quay và bây giờ em mở lại cho các anh chị xem. Thì đấy là cái gói của Ban Quản lý Dự án Đầu tư thành phố. Thế các anh chị xem lại nhé. Xem lại nhé. Thì đầu tiên là em vào cái trang hệ thống đấu thầu mua sắm công nhé. Đấy. Tìm cái gói thầu đó ra và nhập vào cái nút tham dự này. Đấy, nó sẽ hiển thị lên cái bảng như thế này các anh chị. Đó, hiệu lực của hồ sơ mời thầu này. Đấy, đảm bảo dự thầu là 30 triệu này. Đấy, và em sẽ nhập vào cái nút là... Đây, các anh chị xem lại nhé. Nhập vào nút tham dự này. Ok chưa? Đó. Nhập vào nút tham dự. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kéo lên và ở đây là các thông tin mình chưa điền vào đây. Và chúng ta sẽ vào cái phần nhập các biểu mẫu. Đấy, nhập các biểu mẫu dự thầu. Thì ở đây các anh chị thấy cái biểu mẫu đầu tiên đó là liên danh hay không liên danh. Nếu như không liên danh thì nhập vào nút tiếp theo. Đấy, và ở đây có hợp đồng tương tự cho công trình đó thì các anh chị điền tên và cái số hợp đồng vào đây. Và hình thức là có liên danh hay không. Rồi là ngày ký hợp đồng này, giá hợp đồng là bao nhiêu này. Rồi là tỷ lệ
tên danh này, ngày hoàn thành này, rồi tên của dự án, tên chủ đầu tư này, và đây là có cái địa chỉ, điện thoại, email. Đấy. Thì muốn nhập cái dữ liệu này chúng ta nhập vào đây, và nếu như nhiều công trình thì chúng ta nhập vào thêm dòng. Bây giờ các anh chị xem nhé. Đây các anh chị nhá, bây giờ cái tên hợp đồng này em đang còn nhập cái tên hợp đồng đó là Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nghĩa Ninh. Đấy. Thành phố Đồng Hới. Ok, cái mục liên danh. Liên danh có hay không nhá? Có hay không thì chúng ta ở đây công trình này bên em không liên danh cho nên để không. Ở dưới này hợp đồng số này, nhập hợp đồng số vào nữa. Vào cái ô dưới này. Ok, sau khi nhập xong cái hợp đồng, tên hợp đồng và số hợp đồng. Đấy. Và có liên danh hay không liên danh. Nhập không. Ở đây không thì cái tên thành phần liên danh không cần phải điền. Và ngày ký hợp đồng. Ở đây là có hai cái mốc nha, ngày ký hợp đồng chính là cái ngày bên cạnh cái số hợp đồng đấy. Ngày ký hợp đồng ở đây là ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015 nhé. Và cái ô này là ô giá hợp đồng. Giá hợp đồng thì chúng ta sẽ nhập cái giá trị hợp đồng vào đấy. Giá trị hợp đồng mà trước đó chúng ta thực hiện. Ở đây giá trị hợp đồng đó là 3.819.899 nhé. Và cái ô tỷ lệ liên danh thì chúng ta không cần nhập bởi vì chúng ta không liên danh. À, ngày hoàn thành đó là 28 tháng 8 năm 2018. Tức là mới năm ngoài đấy thôi các bạn. Tên dự án. Chúng ta sẽ nhập cái tên dự án và tên của chủ đầu tư vào đây. Ở đây là cái tên dự án đó là Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, và chủ đầu tư đó là Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Ninh các bạn nhé. Rồi ok. Thành phố Đồng Hới. Bên này chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ, điện thoại, email vào. Địa chỉ đó là Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới nhé các bạn. Ok. Chúng ta sẽ nhập vào nút tiếp theo nhé. Nhập vào nút tiếp theo thì nó sẽ hiện lên cái mẫu số 10B này. Chúng ta vừa nhập cái mẫu số 09 và bây giờ cái mẫu số 10B. Mẫu số 10B thì nó sẽ hiển thị cái tên và số hợp đồng mà các anh chị vừa mới nhập xong này. Đây, em vừa mới nhập xong đó là Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, và hợp đồng số 78/2015. Hợp đồng xây dựng ngày 1 tháng 9 năm 2015. Và bên này là cái phần mô tả của cái hợp đồng đó nhé. Hợp đồng đã thực hiện tương tự đó nhé. Thì bên này em sẽ ghi cái đặc điểm tương tự của cái hợp đồng đã thi công này rồi. Bây giờ các anh chị để ý nhé. Đặc điểm tương tự này. Cấp công trình. Đặc điểm tương tự cấp công trình đó là công trình cấp 3. Công trình cấp 3 nhé. Phần xây dựng.
phần xây dựng thì nó tương tự đối với công trình mà chúng ta đang đấu thầu, đó là xây dựng nhà 2 tầng. Nó bao gồm là xây móng đá hộc, xây tường gạch, dày lớn hơn hoặc bằng 10 phân. Đó là cái đặc điểm tương tự 10 phân, cao nhỏ hơn hoặc bằng 16 mét. Đấy. Cột thép móng thì cột thép móng trụ này, cột sàn, vân vân. Phần thứ hai đó là về phần điện. Phần điện nó cũng tương tự như công trình mà chúng ta đang còn dự thầu ở đây, công trình Lộc Ninh này. Đây là dự án nhà hiệp bộ của trường tiểu học Lộc Ninh các anh chị nhé. Thì cái phần điện chiếu sáng đó là cấp điện chiếu sáng cho hệ thống trong nhà. Rồi cái phần tiếp theo đó là phần thoát nước, nó cũng tương tự. Đấy, vân vân. Đấy, sau khi nhập xong thì em sẽ bấm vào cái nút tiếp theo. Tiếp theo để chúng ta nhập cái bảng khác nhé. Thì tiếp theo ở đây là mẫu số 11A, bảng đề xuất nhân sự chủ chốt. Đấy. Thì nó cũng hình thức này cũng không khác gì cái hình thức đấu thầu trực tiếp cả. Tuy nhiên thì nó khác là chúng ta nhập ở trên mạng, nhập cả cái dữ liệu thông tin ở trên mạng, và bên cạnh đó các anh chị phải có một cái bảng mộc để khi scan và đính kèm, hoặc là xuất trình khi yêu cầu, khi bên mời thầu yêu cầu làm rõ, yêu cầu làm rõ hồ sơ. Rồi thì bây giờ là đầu tiên là em sẽ nhập cái chỉ huy trưởng nhé. Đây là chỉ huy trưởng này. Chúng ta sẽ nhập cái tên, họ tên vào đây. Ở đây em sẽ lấy Hoàng Văn Phong. Hoàng Văn Phong làm chức vụ chỉ huy trưởng. Đấy là chứng chỉ, cả cái chứng chỉ và bằng cấp của Hoàng Văn Phong. Cái này thì em đã scan, cái này cũng nói sơ qua thôi. Đây em đang còn mở file PDF để xem cái dữ liệu của chỉ huy trưởng nhé. Đây là dữ liệu cán bộ chủ chốt đã scan lên, ký tả đồng dấu và scan lên file PDF nhé. Rồi ok, em sẽ nhập Hoàng Văn Phong vào cái biểu mẫu 11A nhé, chỉ huy trưởng. Rồi bây giờ em sẽ bấm vào tiếp theo này. Thì ở đây nó sẽ hiện lên cái bảng tiếp theo, đó là cái bảng 11B. 11B thì chúng ta sẽ nhập các cái thông tin vào. Thì em sẽ mở lại cái file PDF này, em nhập vào nhé. Đây em sẽ nhập cả cái dữ liệu vào này. Chứng minh nhân dân, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, rồi họ tên người sử dụng lao động, địa chỉ của người sử dụng lao động, chức danh, số năm làm việc, rồi là người liên lạc. Người liên lạc là cán bộ phòng tổ chức nhân sự của công ty, điện thoại, địa chỉ, email. Đấy. Bây giờ em sẽ nhập cả cái dữ liệu vào. Ở đây cái vị trí là không phải là chỉ huy trưởng mà đó là cái địa chỉ để các anh chị. Đây, địa chỉ đây.
phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới. Giờ là nhập cái số chứng minh nhân dân vào. Rồi bây giờ em đã nhập cái số chứng minh nhân dân vào rồi. Đấy, số năm kinh nghiệm nó là 85, chức vụ kỹ thuật. Đấy, và đây là cái số người liên lạc là Phạm Thị Mỹ Lê, cán bộ phụ trách phòng nhân sự, và bên này là số điện thoại. Ok, đây thì các anh chị thấy là đính kèm này. Đính kèm là cái file, chính là cái file mà em đang mở PDF đây. Các anh chị nhập vào cái đính kèm này để loạt lên, loạt cái thông tin của Hoàng Văn Phong lên. Đây, cái file này các anh chị nhập vào để loạt lên nhé. Thế bây giờ sau khi mà nhập cái tên nhân sự vào và bấm vào nút tiếp theo thì nó sẽ hiển thị cái biểu mẫu, đó là biểu mẫu 11C. 11C này là cái khai cái kinh nghiệm chuyên môn của Phòng Văn Phong nhé. Đấy. Thì từ tháng 2, 2012 đến nay thì Phòng Văn Phong đã công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tổng hợp Hoàng Gia với các cái dự án như sau. Dự án thứ nhất đó là chợ Công Đoàn, hạng mục là chợ bán thực phẩm. Cái thứ hai nữa là trụ sở ban chấp hành quân sự thành đội Đồng Hới. Rồi tiếp nữa đó là trường mầm non Đông Sơn. Hãy cứ tiếp tục như vậy các anh chị nhé. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ kê khai các cái công trình mà Phòng Văn Phong chỉ huy trưởng đã thực hiện. Đấy, các cái dự án là ghi hết vào đây, và sau đó chúng ta ghi cái chức vụ cũng như là kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan. Đấy. Kinh nghiệm chuyên môn chức vụ này, kinh nghiệm chuyên môn này. Đấy, các anh chị ghi hết vào đây. Sau khi mà kê khai xong thì các anh chị nhấp vào cái nút tiếp theo nhé. Đấy, nút tiếp theo ở đây đó là nhân sự là chỉ huy trưởng, và chúng ta ở cái mẫu mà 11C chúng ta có thể thêm dòng để thêm kỹ thuật này, thêm KCS vào. Phần kê khai kinh nghiệm chúng ta cũng chọn thêm dòng này vào. Đấy, chúng ta bấm vào tiếp theo. Nó rất là đơn giản với các anh chị, không có gì phức tạp. Chúng ta cứ kê khai vào. Đấy, chức vụ kinh nghiệm chúng ta kê khai vào. Ở đây thì em sẽ soạn sẵn một cái file Word và lưu dữ liệu của chỉ huy trưởng kỹ thuật này, rồi các sẽ add vào sẵn một cái file mềm để sau này mà khi mà dự thầu thì các anh chị lôi cái dữ liệu đó ra để chúng ta tham khảo và chúng ta điền vào cho nó nhanh. Em lưu qua cái file Word này, các cái thông tin dự án em sẽ lưu vào đây cho nó nhanh, sau này thuận tiện cho công tác dự thầu của mình sau này. Rồi giờ sẽ tiếp theo nhé, bấm vào nút tiếp theo nhé. Tiếp theo thì nó sẽ ra cái bảng mẫu là 14D. Thì ở đây các anh chị kê khai cái
cái khái cái máy móc thiết bị nhé. Này thì ở cái mẫu này các anh chị xem này, thứ nhất là về xe ô tô Ben từ đồ này, thứ hai là máy uốn cắt thép này, máy đâm hàn này, máy đâm bàn này, máy hàn này, máy trộn bê tông vân vân. Các cái yêu cầu của cái gói thầu này thì nó sẽ hiển thị lên đây, và chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ nhập cho từng loại một nhé. Các anh chị nhập cho ô tô thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút nhập nhé. Nhập thì sau đó các anh chị nhập là tên sản xuất, ví dụ như Hyundai chẳng hạn này. Rồi đời máy là cái đời gì, ví dụ như Hyundai gì đấy, đời máy của năm mấy đấy, và công suất ví dụ như 15 tấn này, nhà sản xuất đó là Hàn Quốc, rồi tính năng đó là vận chuyển vật liệu, vật tư thiết bị, rồi xuất xứ là Hàn Quốc, địa điểm hiện tại của thiết bị thì nó đang thuộc trụ sở của công ty của các anh chị đấy. Rồi, thông tin về tình hình huy động thì các anh chị điền vào đây là sẵn sàng huy động. Rồi, nguồn thiết bị, đây là nguồn thiết bị này là chủ sở hữu. Đấy, nguồn là chủ sở hữu hoặc là thuê thì các anh chị nhập vào đây. Và số lượng này thì nhập theo cái, các anh chị không nên nhập nhiều quá, nhập đúng và đủ số lượng hồ sơ mời thầu yêu cầu. Và sau đó nếu như nhiều loại, ví dụ Hyundai, Camat hay là IFA chẳng hạn, chúng ta sẽ nhập vào cái nút là thêm thiết bị để chúng ta nhập nhiều loại khác nhau vào, sau này nhập số lượng vào. Để tương tự như vậy thì cả cái loại máy khác chúng ta cũng nhập và thêm thiết bị như vậy. Đấy, ví dụ như ô tô Ben từ đồ nhé. Đây là cái bảng mà chúng ta nhập các thông tin vào. Ô tô Ben từ đồ như hồi nãy mình nói. Đấy, ví dụ như ô tô là Hyundai, chúng ta nhập Hyundai vào đây, nhà sản xuất này, đời máy vào đây, số lượng vào đây, công suất 15 tấn nhập vào đây, năm sản xuất ghi năm vào đây. Đấy, tính năng thì là vận chuyển vật liệu. Đấy, xuất xứ thì nước Hàn Quốc, và địa điểm hiện tại đó là thuộc trụ sở của công ty. Đấy, và tình hình huy động thì sẵn sàng huy động, và ở dưới này chúng ta nhập là sở hữu của nhà thầu. Sau đó chúng ta bấm lưu và chuyển sang cái thiết bị tiếp theo. Đấy, chúng ta nhập vào nút tiếp theo thì nó sẽ ra cái mẫu 12. Mẫu này đó là hợp đồng không hoàn thành trong quá khứ. Đấy, cái mục này thì chúng ta chọn có hai lựa chọn, đó là hoàn thành hay không hoàn thành. Thì nếu không có hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện thì chúng ta nhập vào cái lựa chọn đầu tiên này, và chúng ta nhập vào nút tiếp theo. Và tiếp theo thì sẽ là cái bảng mẫu số 13, tình hình tài chính của nhà thầu. Thì ở đây là chúng ta sẽ nhập cái báo cáo tài chính 3 năm gần nhất, đó là năm 2016, 2017 và 2018. Thì ở đây sẽ có cả cái cột là tổng tài sản, tổng nợ, tài sản ròng, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, vốn lưu động. Ở đây các anh chị sẽ nhập vào cái bảng là tổng tài sản này, tổng nợ này, thì cái giá trị tài sản ròng nó sẽ tính toán vào đây. Rồi bên này chúng ta nhập tài sản ngắn hạn, tài sản nợ ngắn hạn nhập vào, thì cái vốn lưu động nó sẽ tự tính toán ra đây cho các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ nhập nhé. Tổng tài sản của năm 2016 sẽ là 36.498.440.202. Năm 2018. Cả cái số liệu này các anh chị lấy ở cái phần mà báo cáo tài chính đã được cơ quan thuế xác nhận các anh chị nhé.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập cái tổng nợ của 2016 vào. 29372 610 648. Đấy, giá trị tài sản ròng nó sẽ từ tính lên đó là 7 tỷ 125 triệu 829 554. Đấy là cái giá trị tài sản ròng. Rồi cái ô bên này là cái tài sản ngắn hạn 3445017769. Rồi nợ ngân hàng 2717 2610 648. Đấy, và cái vốn lưu động nó sẽ tính toán là 7 tỷ 277 triệu 566.121. Rồi nhập cái tổng nợ của năm 2017. Đấy, tương tự như vậy chúng ta cứ nhập vào tổng tài sản, tổng nợ thì nó sẽ tính giá trị tài sản ròng sẽ bằng cái tổng tài sản mà trừ đi tổng nợ thì nó sẽ ra tổng tài sản, giá trị tài sản ròng các anh chị nhé. Đây, và tương tự như vậy thì chúng ta nhập cái tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn, và lấy cái tài sản ngắn hạn này chúng ta trừ đi nợ ngắn hạn thì nó sẽ ra cái vốn lưu động. Cái vốn lưu động này là cái vốn bằng tiền mặt đấy các anh chị. Nôm na là cái quay vòng vốn đấy. Xoay vòng vốn. Cái bảng cái mẫu này cho chúng ta biết được cái vốn lưu động, cái khả năng tài chính của doanh nghiệp của các anh chị như thế nào, và giá trị tài sản ròng nó có dương hay không, tức là lãi hay lỗ. Thì cái hồ sơ yêu cầu đề xuất thường là yêu cầu hồ sơ đó là 3 năm là có cái giá trị tài sản ròng là phải dương lớn hơn không, và khả năng huy động vốn là ở cái mức độ nào đấy. Rồi bây giờ em sẽ nhập cái bảng ở dưới này, thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh, tổng doanh số của năm 2016, 2017, 2018, rồi cái lợi nhuận trước thuế của 3 năm 16, 17, 18 này, và cái lợi nhuận sau thuế. Sau thuế thì nó sẽ lấy tổng doanh thu. Ở đây chúng ta nhập hết nhé. Chúng ta sẽ nhập hết tổng doanh thu này, nhập cái lợi nhuận trước thuế vào này, nhập cái lợi nhuận sau thuế vào này. Đấy. Cái bảng này sẽ cho chúng ta biết được cái giá trị doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì ở đây đó là doanh thu bình quân của 3 năm gần nhất 2016, 17, 18. 3 năm gần nhất. Sau khi mà em nhập toàn bộ cái dữ liệu vào thì hệ thống sẽ tính ra cho em là ở đây là 17 tỷ 909 triệu. Đây là cái doanh thu bình quân 3 năm 2016, 2017, 2018 đấy các anh. Ok, bây giờ xong xuôi chúng ta kiểm tra lại và bấm vào cái nút tiếp theo nhé. Tiếp theo đó là mẫu số 13B, doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng. Doanh thu bình quân thì bây giờ chúng ta sẽ nhập của 3 năm gần nhất, đó là năm 2016, 2017, 2018, nhập vào đây. Nhập cái số tiền vào, số doanh thu vào. Năm 2016 là 17 tỷ 758
triệu. Năm 2017 55 tỷ 784 triệu. Năm 2018 20 tỷ 184 triệu. Đấy, và như vậy là cái hoạt động, là cái doanh thu nó sẽ từ tính bình quân ra là 17 tỷ 909 triệu từ hoạt động xây dựng 3 năm gần nhất. Rồi chúng ta sẽ bấm vào nút tiếp theo. Và ở đây sẽ cho chúng ta cái mẫu 14, đó là nguồn lực tài chính. Ở đây các anh chị điền vào cho em này. Mẫu này là nó hỏi chúng ta là cái nguồn tài chính chúng ta lấy ở đâu để mà thi công cái gói thầu này. Thì ở đây doanh nghiệp sẽ cam kết cho vay, cam kết cho vay vốn của ngân hàng hợp tác chi nhánh Quảng Bình, tức là ngân hàng sẽ cam kết cho doanh nghiệp vay để thi công. Và cái số tiền này á, là các anh chị xem ở trong cái hồ sơ đề xuất đấy nhé, trong cái yêu cầu kỹ thuật ấy, yêu cầu về tài chính ấy. Yêu cầu về năng lực tài chính các anh chị xem ở trong cái mục yêu cầu ấy. Ở đây là yêu cầu của hồ sơ này là $475,746,000. Và chúng ta sẽ qua bước tiếp theo, đó là cái mẫu 15 nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện. Thì các hợp đồng nào thì các anh chị kê khai vào đây, còn không thì chúng ta không kê khai, chúng ta bấm vào tiếp theo. Phạm vi công việc sử dụng của nhà thầu phụ, nếu như có nhà thầu phụ thì chúng ta nhập vào, không có thì chúng ta sẽ bấm vào tiếp theo. Và ở đây cái mẫu số 17 đó là cái đề xuất cái tiến độ nhé, tiến độ thực hiện. Thì cái mẫu này thì theo yêu cầu, chúng ta xem lại cái chỗ này một tí. Đây, ở đây thì thời gian thực hiện theo hợp đồng của bên mời thầu là yêu cầu 450 ngày. Và bên chúng ta đề xuất là bao nhiêu ngày chúng ta nhập vào đây. Ví dụ như 450 ngày là 15 tháng, nhưng mà doanh nghiệp các anh chị lập là 14 tháng hoặc 13 tháng. Ví dụ 14 tháng là 420 ngày, các anh chị nhập vào đây và bấm vào cái nút tiếp theo để qua cái bảng khác. Bảng tiếp theo đó là thông tin về cái bảng giá dự thầu, tổng hợp giá dự thầu, thế là bảng mẫu số 18 nhé. Bây giờ chúng ta đã chạy được dự toán rồi, dự toán dự thầu rồi, thì chúng ta sẽ điền cả cái giá trị vào cái bảng này. Ở đây nếu như đây là cái phần quan trọng nhất của gói thầu, đó là giá dự thầu, các anh chị phải nhập cái bảng này ra để nó ra cái giá trị dự thầu của hồ sơ. Bây giờ em sẽ nhập cái bảng giá dự thầu vào nhé. Các anh chị lưu ý, nếu như các anh chị chạy không kịp dự toán thì các anh chị alo cho em theo cái số điện thoại trên góc phải màn hình để em lập dự toán cho các anh chị nhé. Số điện thoại của em là 0913 585 716, ở khu vực Đồng Hới, Quảng Bình. Các anh chị cần thì alo cho em, thì em sẽ lập hồ sơ dự toán cho các anh chị với cái mức chi phí mà thấp nhất, nhanh nhất trong vòng một ngày cho các anh chị là có giá rồi, thậm chí là một buổi tùy theo cái bảng tiền lương. Và một buổi đối với tiền lương cái giá dự thầu, cái giá dự toán của hồ sơ cỡ tầm 3 đến 5 tỷ thì em sẽ lập một buổi cho các anh chị.
là dự toán được xây dựng trên cơ sở dữ liệu mới nhất theo đơn giá công bố của tỉnh Quảng Bình. Đấy, thì muốn mua phần mềm dự toán F1 thì cũng liên hệ cho em luôn nhé. Em là đại lý chuyên cung cấp phần mềm dự toán F1 khu vực miền Trung và tỉnh Quảng Bình. Đấy, thì ở đây các anh chị cứ nhập đơn giá vào thì nó sẽ tự động trích xuất ra cái cột thanh tiền cho các anh chị. Ở đây là cột thứ tư này, ở đây là hạng mục. Hạng mục. Và đây là yêu cầu kỹ thuật, đây là khối lượng mời thầu, cái bảng tiền lương đấy, và đây là đơn vị tính. Cột này là đơn giá chúng ta nhập vào. Ở bên này là cột thanh tiền, nó sẽ tự trích xuất ra. Chúng ta cứ nhập theo cái bảng dự toán mà chúng ta nhập nhé. Chúng ta lập theo cái bảng dự toán mà chúng ta lập ra. Nếu như các anh chị để ý và theo dõi video của em từ đầu đến cuối hết video thì các anh chị sẽ để ý được bên em đã lập và cái giá như thế nào, em sẽ đưa lên video này để các anh chị tham khảo. Ở đây là cái bảng tiền lương của cái gói thầu nhà hiệu bộ trường tiểu học Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, do bên ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và quỹ đất thành phố Đồng Hới mời thầu. Cứ thế các anh chị nhập cái đơn giá vào nhé. Khi nhập hết trang thì chúng ta bấm cái trang tiếp theo, trang thứ hai này. Nó chưa chạy thì chúng ta đợi một tí, hoặc là có thể bấm lại. Bấm lại cái trang 2. Đây là trang 3 rồi. Bấm lại trang 2 này. Đấy. Mấy cái ô này nó tự động nhập giá vào thì chúng ta xóa đi. Xóa đi để nhập giá trị vào. Các anh chị để ý cả cái số thứ tư này thì chúng ta sẽ biết cái ô nào đã nhập, ô nào chưa nhé. Số thứ tư này. Đấy, chúng ta sẽ xóa hết cái giá nó tự nhảy vào đấy. Chúng ta xóa hết nhé. Đấy, nhập giá vào thì nó sẽ trích xuất ra cái giá trị ở đây. Chúng ta nhập vào hết nhé, nhập vào đơn giá hết nhé các bạn nhé. Phần chồng mối nữa là hết. Sau khi mà nhập xong cái đơn giá thì chúng
chúng ta sẽ lưu lại, chúng ta chưa gửi hồ sơ mời thầu mà chúng ta nhập vào cái nút hoàn thành, nhập bảng tổng hợp giá dự thầu này, nút xanh xanh dài này, để nó sẽ lưu lại. Và sau khi nhập vào cái nút đó, chúng ta nhập vào nút hoàn tất. Đấy, chúng ta nhập vào nút hoàn thành này. Đấy, hoàn thành, sau đó nhập vào nút hoàn tất. Sau khi nhập xong thì cái giá dự thầu đó là 2.537.000.000 nhé. Cái giá này các bạn xem lại về cái dự toán của gói thầu, xem thì nó đã thấp hơn hay cao hơn. Nếu như cao hơn thì nó sẽ không được, không hợp lệ. Chúng ta phải kiểm tra lại cái dự toán mà các bạn lập có cái hạng mục nào bị không hợp lý hay không. Rồi chúng ta bấm vào hoàn tất và nó hỏi bạn có chắc chắn kết thúc cái việc nhập dữ liệu hay không. Chúng ta bấm vào OK. Đấy. Rồi chúng ta về lại cái bảng ban đầu này và chúng ta đóng nó lại thì nó sẽ lưu ở trên cái hệ thống nhé. Các bạn lưu ý là không bấm vào cái nút gửi hồ sơ dự thầu nhé. Bấm vào cái nút đó là các bạn sẽ không sửa được và không gửi lại lần thứ hai được. Họ chỉ gửi một lần duy nhất. Các bạn vào cái hệ thống cổng thông tin mua sắm công này, các bạn tìm kiếm này. Đấy. Và các bạn vào lại cái tham dự này, vào lại cái phần nhập các biểu mẫu dự thầu này để kiểm tra lại các cái mẫu của mình đã nhập này. Đấy, các cái thông tin mình đã nhập thì nó lưu ở đây. Đấy. Các bạn làm đúng theo thao tác mình hướng dẫn thì nó sẽ lưu lại. Đấy, bấm vào hoàn tất. OK. Lưu lại. Trường hợp mà các bạn sửa thì cũng tương tự như vậy. Và chúng ta bấm vào đóng. Đấy. Các anh chị lưu ý cho em một cái điểm này. Đó là cái hồ sơ mà dự thầu qua mạng ấy, thì chúng ta cần phải làm một cách là cẩn thận, chính xác cao. Và các cái thao tác là phải dứt khoát, cẩn thận, kiểm tra lại trước khi bấm vào cái nút là gửi hồ sơ. Nếu như các anh chị bấm gửi hồ sơ thì mà chúng ta phát hiện ra được một cái lỗi sai sót nào thì các anh chị sẽ không sửa được. Và sau khi mà nhập các dữ liệu vào và chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ đính kèm, như là đính kèm các cái file về biện pháp thi công này, file tiến độ này, rồi cán bộ chủ chốt này, thiết bị xe máy này, rồi bảo lãnh dự thầu này, giấy ủy quyền này, rồi cam kết cho vay, cam kết huy động vốn của nhà thầu này. Các anh chị phải kiểm tra đầy đủ và được up lên hệ thống trước khi chúng ta nhập vào nút là gửi hồ sơ mời thầu. Và các anh chị lưu ý rằng ví dụ như thời gian mở thầu, thời điểm đóng thầu là 16 giờ ngày 13 tháng 9 chẳng hạn, thì các anh chị phải nạp trước cái thời điểm này. Các anh chị phải nạp trước cái thời điểm này, ví dụ như 16 giờ là buổi chiều, thì các anh chị phải nên nhập vào tối thiểu là buổi sáng của ngày 13 tháng 9 này, để lúc đó mạng nó không bị quá tải hoặc không bị lỗi, và các anh chị hoàn thành được trước cái thời điểm này thì mới thành công. Và mỗi khi mà các anh tham dự cái hồ sơ qua mạng gửi thành công thì hệ thống sẽ thông báo cái mức phí là 330.000 khi các anh chị tham gia đấu thầu trên mạng. Và nếu mà đấu thầu trên mạng này thì về cái hồ sơ dự thầu là miễn phí, các anh chị xem miễn phí ở trên này. OK, các anh chị đã xem xong cái video hướng dẫn nhập các biểu mẫu dự thầu.